Chào mừng cô chú anh chị các bạn đến kênh Bếp Quê. Hôm nay Bếp Quê là bánh bao nha cả nhà. Và bánh qua bao hôm nay mình không có làm bột nở mà mình làm bột khai nha. Bánh bao truyền thống. Thì đầu tiên mình đi ra làm bột trước. Còn cái củ sắn, củ cải nè, mình xíu nó làm nhân, mình nhờ bà dì bào giùm. Sáu bào con này sao? Củ sắn bào củ lớn, củ cải bào củ lớn thôi. Cái này mua dư rồi. Bào riêng để Rồi mình riêng đi nha. Làm cái hỗn hợp với trộn bột nha cả nhà. Mình dùng này 200 g đường nè. Cái này là bột khai, mình dùng 20 g. Mình thêm đây là lòng trắng trứng gà. Cái này mình có cân thử nó là 45 g nè. Rồi cho vào chung hết, mình khuấy đều lên trước nha. Cái này mình cứ khuấy lại, nó càng lên bọt càng tốt. Mình khuấy từ từ á, để nó cho bột khai nó cũng đi bớt cái mùi nữa. Nè, chắc khi mình khuấy nó lên bọt trắng vậy nè, giờ mình thêm nước cốt chanh vào nha. Thì mình cho vào một muỗng canh nước cốt chanh. Tiếp tục khuấy tiếp. Rồi mình khuấy đều, mình cho sữa tươi vào luôn. Đây là sữa tươi không đường 340 ml. Cái này mình dùng nước lọc cũng được, nhưng mà dùng sữa bánh nó trắng hơn mà thơm hơn nữa. Rồi cho vô tiếp tục mình khuấy đều, khuấy nào mà tới khi nào mà nó tan hết đường luôn nha mới được, mới cho bột vô nha cả nhà. Cái này mình khuấy thật là kỹ nha cả nhà, đến khi nào nó tan hết đường mới cho bột vào được. Cả nhà thông cảm nha, bên ngoài đang mưa lớn quá trời luôn, nó hơi ồn ào á. Nè, mình có thể cho tay vào mình thử, không còn nghe lợn cợn của đường là được nha. Mình khuấy nó không còn nghe tiếng sẹt sẹt của đường đó. Mình cho bột vô. Bột mình dùng là 1 kg nè. Cái này là mình mua bột làm bánh bao luôn thì mình không cần trộn. Còn cả nhà dùng mà bột mì đa dụng á thì 1 kg thì dùng 700 g bột mì đa dụng và 300 g bột mì số 8 nha. Cho vô rồi mình trộn đều lên cho nó có độ kết dính á, xong mình đem ra ngoài cái bàn á, mình nhồi cho nó dễ. Có khi mình trộn nó kết dính vậy rồi cả nhà, mình cho ra bàn á, mình nhồi cho nó dễ nha, để ông thao rất là khó nhồi. Và cái bột này nó sẽ rất là dính tay á, cho nên mình cho ra bàn thì mình cho một ít bột phủ. Mình dùng cái bột này mình thấm tay. Nhồi cái này thì cả nhà rửa tay sạch rồi mình thấy chứ mình đang bỏ tay rất là khó nhồi nha. Để cho bánh á, khi mà mình hấp xong á nó mềm hơn, mình thêm đây một muỗng canh mỡ heo. Rồi tiếp tục mình nhờ tiếp.
tiếp tục mình nhồi đến khi nào bột nó dẻo mịn là được. Cái này nhồi cũng nhanh lắm đó nha, khoảng chừng 10 phút trở lại thôi. Quá trời mưa lớn luôn cả nhà ơi. Mình cho mỡ heo vô mình nhồi một hồi á, nó sẽ bớt dính tay. Còn sau khi mình dòi 10 phút này cả nhà, mình thấy nó không dính tay nó được, nó dẻo mịn vậy nè. Mà cả nhà thấy bột nó có độ đàn hồi á là được nha. Một ngày thì mình không có cần phải để cho nó nghỉ, mình không cần phải ủ, nhưng mà mình để cho nó nghỉ khoảng 30 phút. Trong thời gian để nghỉ á, cả nhà bọc lại để nó không có bị khô bột của mình nha. Rồi. Lúc này mình đi làm nhân, mình làm trộn nhân xong mình trở lại là vừa luôn. Trong thời gian này thì mình tranh thủ mình trộn nhân luôn cả nhà. Cả nhà thông cảm nha, cái tờ mưa xong rồi cúp điện nữa rồi tối thui rồi. Cái nhân này mình dùng là thịt nạc dăm nè, tại nạc dăm mình xay ra, xay hoặc băm thì cũng được. Cái này khoảng từ 600 đến 700 gram là vừa nha. Và mình nêm sơ cái này trước rồi mình mới trộn các nguyên liệu còn lại vô. Mình cho đây 4 muỗng cà phê đường. Ba muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê bột ngọt, muỗng vơi thôi. Một muỗng cà phê muối. Cái nhân thì mình dùng tiêu, tiêu nhiều mới ngon, mình cho 2 muỗng cà phê tiêu luôn nè. Và cuối cùng là 2 muỗng canh dầu hào. Mình trộn đều cái này lên trước nha. Rồi mình trộn đều rồi mình cho các nguyên liệu còn lại nè. Cái này là củ sắn 300g mình bào nhuyễn á, xong vắt cạn nước luôn nha, vắt cho khô rồi mình mới cân nè, là 300g. Từ khoảng 300 đến 350g đều được. Nó xê xích một xíu không sao đâu cả nhà. Cà rốt cũng vậy, 100g nè. Cái này là cũng là bào nhuyễn xong rồi vắt khô nước xong rồi mới cân. Cái này nó hơi dư, hồi nãy mình cân thấy 100 gần 140 nên mình chừa lại một ít, nhiều quá cũng không ngon. Này khoảng 50g nấm mèo mình cắt nhỏ. Ngâm nở xong cắt nhỏ. Năm mươi gram hành tây cắt nhẹ, cắt nhỏ luôn. Hành lá và ngò rí mình cắt chung trong đây cũng 50g. Rồi cho hết đây, cái này nhiều hành lá mới ngon nha cả nhà. Thì mình trộn thêm ít ngò rí trong đó nó thơm lắm. Rồi mình trộn đều vậy hết rồi mình mang qua tay vô mình trộn nó mới kỹ nha. Phần nhân nhiêu đây là còn thêm trứng cút nữa nha cả nhà. Tùy mình thích một bánh nó hai trứng hay một trứng mà mình chuẩn bị. Với nguyên liệu mình chuẩn bị là làm khoảng 20 đến 22 bánh á.
Cái này mình trộn kỹ kỹ một xíu đó, cho thịt nó đều hết thì cái nhân nó mới có độ kết dính. Một lát mình làm nó mới dễ nha cả nhà. Chứ chỗ mà củ cải và củ sắn nhiều quá mình không ấy nhân được. Nhân nó rất là thơm luôn á. Hành lá nè, ngò rí á, mình thêm chút ngò rí á, hấp được cái nhân nó thơm lắm cả nhà. Chỗ này hôm nay mình làm nhân sống, mình cho vô bánh rồi mình mới hấp, mình không có hấp trước. Mình thấy vậy cái nhân nó ngon hơn. Mình làm xong vậy nè, nếu cả nhà mà muốn làm nhân chính thì mình có thể chia viên ra rồi mình cho trứng cút vào đây nè, rồi mình hấp trước. Nhưng mình thấy làm nhân sống ngon hơn. Rồi mình trộn đều rồi nè, để lên mình chuẩn bị lấy trứng cút ra mình chia nhân luôn. Trứng cút thì mình cũng nhờ luộc và lột sẵn rồi. Mình chia nhân trước luôn cả nhà. Mình lấy một phần nhân sao mà đủ mình gói hai cái trứng cút vô trong được rồi. Gói trước thì lát mình dễ làm hơn. Người ta làm quen là người ta làm bột xong á, người ta múc nhân người ta cho vô giữa người ta gói à. Mình chia trước vậy dễ hơn. Trước khi mà mình gói bánh mình chuẩn bị sẵn nồi nước hấp nha cả nhà. Cái này bánh mình gói mình hấp liền mà không có ủ. Bây giờ cái nồi nước á mình cho đây một trái chanh cả nhà vắt nước nè. Xong cho luôn cả giỏ vô luôn. Rồi. Thêm nửa chén giấm nữa nha. Rồi, mình nấu sẵn cái nước sôi trước. Trời mưa cúp điện có thui cả nhà ơi. Cái này nãy giờ mình làm nhân xong mình để được 30 phút rồi này. Mở ra mình cho một ít bột phủ để nó không có dính nha. Rồi, mình nhồi sơ lại. Nhồi sơ lại xong á mình làm bao nhiêu á mình lấy ra bao nhiêu mình làm trước, còn bao nhiêu mình cho vào thau mình đậy lại nó không có bị khô. Rồi bấm tắt người ta đi kiếm cái đồ. Mình chia làm bốn mình làm trước phần còn lại mình cho vào trong thau á để nó đậy lại để nó không có bị khô bột.
Rồi mình vo tròn lại, mình tráng ra mình gói thôi. Mình cán sao cho cái rìa nó mỏng hơn ở trong giữa nha cả nhà. Đây nè, mình cho nhân vào mình gói luôn. Cái bột này thì nó co giãn, có gì một tí nữa mình sẽ kéo ra. Cho nhân vào mình túm lại. Cả nhà dùng cái tay nè. Mình gói, mình xếp lại, xếp ly lại. Mình vừa gói vừa kéo á để mình bọc hết cái nhân luôn. Cái tay này thì mình đè cái nhân vô. Đó, cái khúc cuối thì mình xay lại, mình bóp, mình giáp mí. Mình gói thì không có đẹp lắm nha cả nhà, không có chuyên nghiệp lắm nha, nó chỉ vừa thật được thôi. Nhớ là mình giáp mấy chỉ kỹ á, để hấp á, nó nở ra cái nó bị bể. Mình có thể cắt giấy á, mình cắt giấy rồi mình lót ở dưới cũng được. Còn này mình có sẵn cái giấy nướng bánh cúp kết nè, mình cho đây luôn để mình hấp nó không có bị dính nè. Rồi tiếp tục mình làm tiếp. Bột mình để nó hơi khô đó, cả nhà gói lại vậy nè, mình cho cái khô vô trong, cái ngoài vô trong, cái trong ra ngoài vậy nè, nó không có bị khô bột. Mình vo lại. Rồi tráng ra. Cái bột làm bánh bao này thì nó sẽ hơi co giãn á, mình tráng ra nó hay bị co lại là bình thường nha cả nhà, như vậy mới được. Rồi mình tráng ra vậy xong nè, thêm một ít bột phủ nữa cho nó không có dính. Mình tráng cái rìa, cho cái rìa nó mỏng hơn ở bên trong, mình sẽ rất là dễ gói. Nó không cần phải tròn đâu, nhưng mà nếu nó tròn được thì mình dễ gói hơn thôi. Rồi. Mặt nào đẹp thì mình cho ra ngoài. Cho nhân vào luôn. Nó thiếu, nó thấy nó hơi bị ít nhỏ bọt quá thì mình kéo ra vậy nè, mình kéo ra trước là mình mới xếp thì nó dễ hơn. Tại vì cái bột này nó co giãn á. Rồi xếp luôn nè, cái vậy mình xếp ly thôi. Tay bên đây thì mình ém cái nhân vô.
nó tới khúc cuối thì mình giáp lấy bóp lại thì là xong rồi cả nhà. Nhớ là bóp lại á để mình hấp nó nở ra nó bị bung. Rồi. Trở về chứ mình hấp ra cái bánh nó còn nở to nữa. Mình để về mình cán luôn cũng được, mình không có cần phải xay rìa cũng được. Nhưng mình canh sao mà cho cái rìa nó mỏng hơn. Mình xay vậy nè. Mình cho cái rìa nó mỏng hơn, mỏng hơn trong giữa. Mình hơi nghiêng cái cây cán bột á. Cái này cả nhà dùng cái ly cũng được nữa. Rồi, vậy là được. Mình thấy cái bề nào đẹp á mình cho ra ngoài. Rồi. Anh ăn vô luôn. Ở giữa thì mình bóp lại. Cái này thì nó nứt trên mặt cũng không sao, nhưng mà mình gói kỹ thì cho cái bánh nó đẹp hơn. Rồi. Nước sôi rồi mình cho vô hấp luôn nha cả nhà, hấp từ lúc nước sôi và hấp với lửa lớn nha. Thời gian hấp là 15 phút. Rồi, đây này. Mình hấp 15 phút nhưng mà khoảng 7 8 phút á mình mở nắp ra mình xả hơi một lần để nó bay cái mùi khai á, thì mình tiếp tục đậy lại mình hấp cho đủ thời gian là 15 phút. Rồi cả nhà, mình cho nhân vào mình gói luôn cả nhà. Mình cứ xây dòng theo tới khúc cuối mình giáp mí lại. Cho cái vỏ cái. Xả hơi vũ nước dùm đi, còn cái này ta làm cho. Nè, mình lựa mặt nào đẹp thì mình cho ra ngoài. Rồi, gói lại thôi.
Rồi mình tấm lại mình xay nè, vừa xay vừa nấm nấm mấy cái nấm của cái mình xếp đó, mình xay theo luôn. Rồi xong. Mình hấp khoảng 7-8 phút á, mình mở nắp ra mình xả hơi cả nhà cho nó bay cái mùi khai á, xong mình đậy lại mình hấp cho đủ thời gian 15 phút. Rồi đủ thời gian 15 phút mình mở ra luôn cả nhà. Bánh nở rất là ngon luôn đó. Giờ mình lấy ra mình để cho nó nguội hẳn, mình hấp lại lần hai để mình xả hơi nha. Bánh này phải hấp lại lần hai nó sẽ trắng hơn mà nó khử được mùi hôi nữa. Ồ, bánh nở rất là đẹp luôn cả nhà. Mình không có là làm chuyên nghiệp nhưng mà bánh cũng được, không đến nỗi xấu. Có mấy cái mình gói nó không có được kỹ á nên nó bị nứt ra, nó nhân ra này. Hấp xả lần hai á mình sử dụng lại cái nồi nước đó luôn, nếu mà cạn quá thì mình châm nước thêm, còn 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 đủ thì thôi, nhưng mà mình thêm một ít lá dứa á, mình cho đây nè để nó thơm. Hấp lần hai là chỉ là hấp xả thôi, mình cũng nấu cho nước nó sôi lại luôn rồi mình mới cho vào hấp. Hấp lần hai thì mình hấp lửa trung bình để hấp xả lần hai á, thì khi trước khi hấp mình cho thêm một cái lá ngò rí lên đây này cả nhà để nó làm điểm nhấn mà nó thơm nữa. Rồi mình Đã cho lên sôi hấp rồi luôn, mới cho vào hấp nha. Giờ mình hấp lần hai thì mình hấp lửa trung bình thôi, không cần phải lửa lớn, hấp thời gian 10 phút. Mình hấp 10 phút nhưng mà 5 phút mình cũng mở ra mình xả hơi y như lần đầu. Hấp xả lần hai á, khi được nửa thời gian 5 phút mình cũng mở ra cho nó xả hơi. Xong đậy nắp lại, nhớ cái lau ra nắp để cái nước đọng nó không có nhỏ vô nha cả nhà. Nắp lại, hấp 10 phút là được. Bánh mình hấp lần hai, hấp xả lần hai này cả nhà. Cái này không, bánh nó trắng hơn mà nó khử được cái mùi hôi rất là tốt luôn á, giờ là bánh rất là thơm. Rồi mình lấy ra luôn. Cả nhà, bánh bao mình xong rồi này cả nhà. Mình còn hấp thêm hấp xả cái mẻ sau nữa. Cái bánh này mình đã hấp xong hết rồi này. Rất là thơm ngon luôn, không hề có mùi khai chút nào luôn á. Cái này á ai tinh ý lắm mới có mùi thôi, mới biết được cái mùi đó thôi. Nhưng mà bánh rất là nở xốp, rất là ngon luôn cả nhà. Mình không có làm chuyên nghiệp nên có cái mình gói cũng đẹp mà có cái nó cũng có mấy cái nó cũng hơi bị xì nhân. Nè. Mình mở ra thử cho anh mình. Đúng rồi, bánh bao là phải phải lột ra để mình lột ra được cái lớp này không nè cả nhà, nó chưa nguội hẳn nên hơi khó lột nha, nó có cái lớp bên ngoài nè. Bánh rất là xốp luôn, mình bẻ ra thử nè, mình bẻ ra thử cho cả nhà xem nha. Ồ, bánh rất là ngon luôn, lâu lâu làm cũng thành công ở nhà, thơm phức luôn á. Cái này là bột khai thì tất nhiên nó phải có một cái mùi hơi hơi của bột khai, nhưng mà mình phải khử cho kỹ á, nếu mà nhiều quá thì nó gắt nghe nó cũng rất là ghê, nhưng mà mình làm theo cách của mình á là nó chỉ còn hơi thoang thoảng thôi,
Nhưng mình thấy làm bằng bột khai á, bánh nó xốp, nó ngon hơn là làm bằng men rất là nhiều luôn á. Mà dễ làm hơn nữa, không cần tốn thời gian để ủ bột. Hôm nào có thời gian cả nhà hãy làm thử theo cách của mình nha. Công thức á, mình sẽ để trong phần mô tả đó. Ăn thử cả nhà. Có vừa ăn không? Nó còn nóng à. Ngon quá. Nhưng rất là vừa ăn luôn á. Cái hồi mà làm bột á, thường là làm bánh bao người ta sẽ có cái mỡ trù, nhưng mà mình rất là khó mua, mình không có tìm được, nên mình dùng mỡ heo tạm cũng được nha cả nhà, nhưng mà phải có phần mỡ đó thì bánh đó, khi mình để nguội nó không có bị cứng, nó vẫn mềm xốp ngon vậy nè. Lâu lâu mới làm mà thành công ngon ghê cả nhà ơi. Hôm nào cả nhà cứ làm thử theo cách của mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.